sơn cầm lên theo cái kiểu hàng Nhật Bản xưa ha. Kỹ thuật cái bàn kiếm này thì anh là xác lập từ năm 2010. Anh là bộ kiếm tóc của Việt Nam và cắt tóc bằng kiếm Nhật. Trong một cuộc dây đó thì bán giám đạo bắt buộc không được cắt tóc bằng kéo và phải bắt cắt những dụng cụ khác thường như dao cạo râu, dao chặt đá hay là dao với thớt. Nhưng riêng anh thì anh chọn bằng phong cách là cắt tóc bằng kiếm Nhật. Thì sau năm 2010 đó anh luyện tập cho tới giờ là 4 năm để có thể quay nhuần nhuyễn như dây kiếm như thế này. Thì cái điều khó khăn nhất về kiếm thì nó rất là mạo hiểm và rất là nguy hiểm, nên khi khách phải lưu ý tránh tình trạng bị gây ra những cái điều không mong muốn. Thì mình phải cần luyện tập thật là nhuần nhuyễn trước khi mình lên tóc khách hàng rồi. Thì lúc đó thì anh chỉ mất có khoảng tầm một tháng để trước khi thi và anh đã thực hiện được mẫu cắt rất là đơn giản. Nhưng sau khi anh luyện tập 4 năm thì anh có thể cắt được những tẩu tóc ngắn hơn, bóp và những cái tóc ngắn hơn nữa, chứ không hẳn là tóc dài. Ok, cảm ơn hai lần không? Cảm ơn em. Anh rất hài lòng với kiểu tóc này và anh cảm ơn chị Hoa Giang khi con đã vào đây một cái lần trước rồi. Rất nhiều khách hàng cũng tò mò yêu cầu Hưng cắt tóc bằng kiếm Nhật. Hưng cũng nghĩ là luyện tập cắt tóc bằng kiếm Nhật chỉ để là trình diễn sân khấu và tham dự những cái show tóc, nhưng sau này Hưng mới biết được kiếm Nhật cắt tóc rất là đẹp, đường tóc sẽ mềm mại và không thể nào kéo được. Và kiểu tóc kiếm Nhật nó sẽ là có từ sớ mỏng so le layer đuổi bay mỏng tự nhiên dành cho mái tóc mà ít để cho nó bồng bềnh lên và phồng lên. Và tương lai thì đã có cái lá xác lập kỷ lục Minet là cắt tóc bằng 11 kéo, và hơn sẽ xác lập kỷ lục Minet cắt tóc bằng 2 kiếm Nhật.